Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 261. Có một câu rất là hay quý vị. Tiền có thể mua được nhiều nhà, nhưng tiền có khi không mua được một gia đình. Tiền có thể mua được rất nhiều vật chất, nhưng tiền không thể nào mua được mạng sống của chúng ta. Nhớ. Có những người đang nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Nhưng có những người quý vị có tiền, quý vị thấy rõ ràng không có được gia đình hạnh phúc. Đúng không? Nhiều chứ. Nhiều người có tiền nhưng lại không có một gia đình hạnh phúc. Khi kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà đổ vỡ đi một gia đình ngày xưa còn nghèo. Đổi vợ đổi bạn à, có rồi. Khi có tiền thì nhìn người này mua được rất nhiều vật chất, đồ đạc, xe, đi chơi chỗ này chỗ kia, cầm điện thoại xịn. Nhưng khi cơn vô thường đến, không có dùng đồng tiền để mua được mạng sống. Giống như có một câu chuyện ở trong cái cuốn Hồi Dương Nhân Quả. Ông này lúc ông giàu, ông keo kiệt lắm. Rất là keo kiệt. Khi ông chết đi, ông xuống dưới cõi âm. Thì được dẫn đến vua Diêm Vương. Thì ông này ông nói rằng nhà tôi rất là giàu. Tôi đi vào trong cung điện, tôi thấy cung điện của nhà vua cũ kỹ quá. Nếu ngài cho tôi sống lại, tôi sẽ đem tiền xuống để xây sửa lại cái cung điện cho ngài. Vua Diêm Vương ngài nói muộn màng. Lúc ngươi còn sống, ngươi keo kiệt, bo bo tiền bạc. Bây giờ khi ngươi chết đi, cái nghiệp ác đi theo ngươi, đi đọa lạc. Còn tiền bạc trên dương gian chưa quá 49 ngày, vợ con ngươi phá sạch, thì dẫn ông đến nghiệp cảnh đài. Ông nhìn vào cái gương, thấy trên dương gian vợ ông thì lấy người đàn ông khác, người đàn ông khác dụ dỗ vợ ông lấy tiền, còn con gái ông thì bị hại đời đi làm gái, con trai thì hút xì ke ma tí. Ông nhìn cảnh tình mà gia đình tan nát á, vợ thì nói chung thủy, bây giờ lại rước đàn ông về nhà đồ này kia bậy bạ. Ông ôm đầu ông khóc hối hận. Nên vua Diêm Vương nói rằng con người lúc còn sinh tiền không chịu làm những việc ý nghĩa, việc phước đức, toàn là làm những việc ác. Khi cơn vô thường đến thì lại mong mỏi mình được sống để làm những việc thiện, việc tốt, mụ màng. Nên mỗi một con người chúng ta may mắn được nghe đạo quý vị, nên mình được sự nhắc nhở rất là hay. Có rất là nhiều người trong cuộc đời này, họ vì tiền bạc vật chất họ tạo bao nhiêu nghiệp, nhưng có khi ngủ một đêm ngày mai chết. Quý vị sống
ở ngoài đời quý vị để ý rõ ràng, có những người giàu thiệt giàu ngủ đêm sáng mai chết trong mùng, hoặc vừa thấy đó mà ra ngoài xe đụng chết. Khi cơn vô thường đến, chết kỳ cục, chết bất tử. Giống như có cái ông này thích đi câu cá, sau này ông mở ra câu lạc bộ câu cá. Có một lần đi qua nhà bên vợ ăn tiệc, tự nhiên ông đi nhai thức ăn vậy, cái tự nhiên cái lưỡi câu, quý vị, ở đâu trong thức ăn mà nhai xong nuốt vô, xong lưỡi câu nó móc vào cuốn họng không, càng lấy tay môi chừng nào thì càng siết, dính vô cuốn họng siết trợn trắng mắt, ọc máu ra, chở đi bệnh viện thì giữa đường chết. Thì người ta mới mổ tử thi coi coi tình hình ông có phải trúng độc hay bị gì không. Thì mổ ra thấy lưỡi câu móc vào cuốn họng không, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, quá kinh ngạc. Người thế gian nhìn thấy rõ ràng, có thể nói quả báo, quả báo. Nhưng mà họ lại không tránh quả báo, họ chỉ thấy đáng sợ trong lúc đó thôi, rồi họ tiếp tục đi làm ác. Vì sao? Vì họ không nghe được Phật Pháp, không có phương pháp. Phải chi thấy gì, biết ăn chay niệm Phật, quay đầu hướng thiện thì quá tốt rồi. Đó là sự cảnh giác con người. Nhưng con người lại tiếp tục đi làm ác, chỉ thấy sợ một chút thôi đi làm ác nữa. Thích câu cá, thường dính cá thì nó dính ngay cuốn họng, dính hai bên mép. Bây giờ quả báo lưỡi câu móc vào cuốn họng không luôn. Kinh thiệt. Còn có một ông kỹ sư này, ông chế tạo ra một bộ máy giết heo. Khi bỏ con heo vào đó thì nó sẽ làm mỗi một bộ phận nó ra từng vị trí luôn, trong vòng thời gian ngắn nhất. Ví dụ như mình giết con heo, cạo lông heo, mổ bụng, làm này làm kia, mất thời gian có khi cả tiếng đồng hồ. Nhưng cái máy này làm mấy phút, mấy phút thì ra sản phẩm con heo. Kỹ sư này vừa thiết kế ra được chiếc cổ máy như vậy thì mới mời mọi người đến để thí nghiệm chiếc máy. Thì khi vừa đề xướng chiếc máy lên thì chuẩn bị bỏ con heo vô thì nó có một cái lực kéo gì đó, nó hút ông kỹ sư này dính vào chiếc máy, la lên cái này người ta chưa kịp cúp điện thì hút ông kỹ sư này vào chiếc máy và ra từng bộ phận như ông đã dự tính cho con heo. Nhưng không ngờ ngày hôm nay khai trương lại là làm ông trước. Gia đình người thân ai cũng đau lòng khóc lóc vô cùng. Khi những đứa đọc đến câu chuyện này thì những đứa giảng cho vị nghe rằng nếu như con heo để vào đó thì mọi người ai cũng vỗ tay khen vị kỹ sư giỏi. Nhưng mà vị kỹ sư này vào cổ máy đó thì ai cũng khóc. Con người chúng ta chỉ biết mình, không biết sinh linh, tất cả loài động vật đều muốn sống. Mình chỉ muốn mình được sống. Nên chúng ta tha hồ đi tạo nghiệp sát sanh, hại người đủ chuyện. Chỉ cần có vật chất tiền bạc, con người bất chấp mọi tội lỗi. Nếu như mà không nghe được Phật Pháp thì vì biết tội gì chúng ta không dám làm, việc ác gì không dám làm. Vì nhớ, con vật nó có một cái tâm cảm ơn đặc biệt. Giống như câu chuyện Đức Đọc, cái ông này, ông cứu một đàn voi, voi con. Vì biết rằng là khi ông cứu nó xong,
ông giúp cho nó trở về khu rừng sống. Vậy mà đến ngày mà cái ông này ông bị chết đi, như vậy mà đàn voi nó biết được ngày đó ông nó chết, nó kéo nguyên một đàn voi nó đi. Nó đi từ khu rừng, nó đi ra làng mạc, và nó đi đến gia đình của ông, và đi vòng vòng nhà ông mấy vòng, xong rồi nó mới đi trở lại khu rừng. Vì thấy rằng con vật nó có linh tính cực kỳ cao luôn. Nhiều người nói câu là vật dưỡng nhân. Cái câu này nếu ai đã từng nói ra của đời kiếp nào thì cái câu này là một cái câu tội lỗi đọa lạc không có ngày ra. Nếu nói vật dưỡng nhân vậy thì con người dưỡng cọp được không? Không. Đúng không? Nên quý vị nhớ rằng câu người xưa nói câu rất hay: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Có khi mình cứu con người mà con người người ta lại quay lại không tốt với mình. Chính những đức trên con đường đi tu này thấy rõ ràng, gặp rõ ràng luôn, có, cũng không ít. Có rất nhiều câu chuyện cảm ứng mà cứu con vật báo ơn, nhiều lắm. Như đã từng đọc rất nhiều. Nên như đức đã từng kể cho vị nghe câu chuyện mà có một người thợ săn này đến một cái cây đó, nhìn thấy trên cây có mấy con vượn. Ông dương cung bắn chết một con vượn con, rớt xuống. Thì con vượn mẹ từ trên cây không sợ gì cung bắn, lao xuống ôm vượn con, và nó đưa hai tay lên trời, nó kêu la lên một tiếng, rồi nó nằm tại chỗ chết. Đem được hai con vượn về nhà mằng thịt. Khi mổ bụng ra, mổ bụng vượn con thì không có gì, nhưng mổ bụng con vượn mẹ ra thì ông thấy ruột của con vượn mẹ bị đứt từng đoạn. Ông này nhìn cảnh tình đó, giác ngộ, bẻ cung. Từ đây không làm nghề săn bắn, và ông đi thẳng vào rừng, ông đi tu. Thì chúng ta biết rằng sự thương yêu của chúng ta là loài người, làm cha làm mẹ thương con như thế nào thì loài vật cũng không khác như vậy. Nên người làm nghề sát sanh sẽ chịu cái gì quả báo là gia đình ly tán, gia đình tan nát, bệnh đau, chết yểu. Nên mỗi một con người mình nhờ được nghe Phật pháp, nghe đạo mà cảnh tỉnh cuộc đời mình rất là cao độ, quý vị. Cảnh tỉnh cuộc đời mình cao độ lắm. Có nhiều người ta không hiểu đạo, ta nói câu rằng còn sống thì hưởng thụ, ăn chơi, chết rồi thôi. Không có thôi đâu, quý vị. Mỗi một con người chúng ta đến cuộc đời này là được tái sinh. Khi chúng ta chết đi cũng tiếp tục sự tái sinh. Sinh vào đâu? Tùy vào sự tu đạo, quý vị. Nhà Phật nói câu rằng giữ được năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì chúng ta có thân người. Chúng ta tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì khi thọ mạng đến được tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Còn tính tình chúng ta mỗi ngày nuôi cái tâm sân hận nặng nề thì chúng ta đi vào địa ngục. Nuôi cái tâm tham lam nặng nề thì đi vào loài ngạ quỷ. Không biết chánh tà là ngu si, đi vào súc sanh. Mỗi người gieo nhân gặt quả, vị, chứ không phải là cái việc chết rồi là hết đâu. Chết rồi chưa hết đâu. Yeah. Nên con người có thể kiếm tìm cuộc sống, nhưng không phải là bất chấp mọi thủ đoạn tạo nghiệp, chỉ cần có tiền là việc gì cũng làm. Quý vị sẽ hối hận. Yeah, sẽ hối hận.
Trong cái cuộc đời này thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng bất chấp để tạo nghiệp vì kiếm tiền, kiểu này không xứng đáng chút nào. Hiểu được thì không xứng đáng đâu quý vị. Nhân đức nếu không nghe đạo, nhân đức cũng làm người ác, làm người sai. Từ khi nghe đạo tới giờ, chúng ta hướng thiện, làm được nhiều việc thiện, việc tốt, sống cuộc đời, sống có ý nghĩa. Những bài chia sẻ Phật Pháp này rất gần gũi, cực kỳ gần gũi luôn. Quý vị có đem gỡ cho bạn bè người thân để nghe, để nhận thức về cuộc đời vô thường. Qua trận dịch bệnh, bao nhiêu con người chết. Đó là sự cảnh tỉnh nhân sinh của loài người. Nên tu nhân tích đức hướng thiện. Nhưng con người khi xong rồi cũng tiếp tục nghĩ đó là kiếp nạn, chứ không hiểu được kiếp nạn phát sinh từ đâu. Tướng do tâm sanh, trong nhà Phật nói rằng tướng do tâm sanh. Tướng là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tốt hay xấu là do lòng người tạo ra. Đến khi quá nghiệp hội tụ đủ thì quay lại loài người đi, tạo tác bao nhiêu kiếp nạn. Nên trong cái cộng nghiệp nó có biện nghiệp. Nên mỗi một con người ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ, sống cuộc đời biết đủ thường vui, dù không giàu nhưng thời gian sống cuộc đời hạnh phúc, có ý nghĩa. Rồi nghe được pháp môn tịnh độ nên chân thật niệm Phật. Dù lúc trước tạo nhiều nghiệp chướng nặng nề nhưng cố gắng niệm Phật. Khi gặp tịnh độ là quay đầu là bờ đi. Chính cuộc đời nhận được gặp pháp môn niệm Phật mười mấy năm nay, sống những ngày tháng vui vẻ ý nghĩa. Quý vị nên niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Cố gắng niệm Phật. Những đứa gặp bao nhiêu đoàn ở xa đến, từ cái chỗ nghe pháp gì thôi mà cởi mở tâm tư, rồi được người ta tặng một chiếc máy nghe pháp V52 này thôi mà giúp được họ vui vẻ an lạc. Nên như đức khuyên quý vị, tất cả những người làm con nên đặt máy nghe pháp này tặng cho ông bà cha mẹ của mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình. Có khi một chiếc máy nghe pháp này mới bị cứu cuộc đời của họ. Người già ngồi đâu cũng nghe, họ sẽ nghe, họ sẽ có niềm vui, họ sẽ hết buồn. Đây là một việc ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa, nhớ, cực kỳ ý nghĩa luôn. Trong đây hơn 1000 buổi thuyết pháp, quý vị nghe đi. Bởi vì sẽ hiểu rất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Vì sao cuộc đời mình nhiều thứ khổ đau, cũng cùng tuổi với mình mà người thì người ta hạnh phúc, mình thì khổ đau. Quý vị đặt chiếc máy nghe pháp này nghe đi, hoặc là bấm vào trang Thầy Thích Nhân Đức, hoặc là chân thành niệm Phật Vô Lượng Thọ. Chỉ cần quý vị bấm Thầy Thích Nhân Đức hoặc Thầy Nhân Đức là rất nhiều buổi giảng ở đăng ký trang, mỗi ngày được nghe pháp. Bao nhiêu buổi thuyết pháp chúng ta bị nghe đi, bao nhiêu người ngồi nghe, đông thiệt đông bị nghe đi, rồi sẽ cởi mở tâm tư. Cái chỉ người ta nghe một bài pháp thôi mà có khi người ta thay đổi cuộc đời người ta. Tặng người ta một chiếc máy nghe pháp thôi mà giúp cho người ta vui vẻ mà hết buồn. Và còn niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa. Cõi đời này là khổ không thể nào nói hết, chỉ có cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Hãy phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đi quý vị. Nhớ, hãy phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Những đức giảng hơn 1000 buổi thuyết pháp để trong đây, vị nghe đi, lợi ích cực kỳ lớn. Có khi quý vị cho người ta bao nhiêu tiền, có khi còn không bằng một chiếc máy nghe pháp này. Vì tiền người ta có thể xài hết, nhưng một chiếc nghe máy nghe pháp này có thể thay đổi cuộc đời của người ta. Có thể thay đổi cuộc đời cho người ta. Nên tất cả những người đi đến chùa Khổng Tu thứ bảy chủ nhật, hoặc là lễ Giới Quan Âm, quý vị có tiền nên đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen. Chiếc đèn bông sen để trên bàn thờ. Ông bà cha mẹ mình có khi chưa siêu thoát ở trên bàn thờ, đặt một chiếc đèn bông sen này, bật điệu niệm Phật, trong đây có điệu niệm Phật, có đèn để trên bàn thờ để xuyên suốt.
cho ông bà cha mẹ mình nghe những đứa còn phiên. Mỗi ngày còn bắt pháp, có chứ mấy nghe pháp V52, bắt mỗi ngày hai bài pháp, sáng chiều để bàn thờ cho ông bà cha mẹ mình chưa siêu thoát được nghe, hương linh trong vùng đất mình được nghe, để biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, gia đạo tự nhiên bình yên vô sự tốt đẹp, và người trong nhà nghe pháp tu hành mỗi ngày, gia đình bình yên hạnh phúc, tự nhiên phát triển, lợi ích lớn dữ lắm, lợi ích cực kỳ lớn. Như chiếc máy niệm Phật đeo cổ này, đi đâu cũng đeo niệm Phật, nhắc mình niệm Phật. Nghe đạo hay lắm quý vị, cởi mở tâm tư rất là hay, giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Nghe đạo pháp giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Nhớ. Nên những đức từng nói rằng Phật pháp cứu đời tôi. Gặp được pháp môn tịnh độ là gặp được báu vật vô giá. Nên nắm cho chắc báu vật này. Đừng nên bỏ lỡ báu vật này. Uổng lắm. Pháp môn tịnh độ có thể giúp cho mình lìa khổ được vui, giúp cho mình an vui tự tại, giúp cho mình sống trong cuộc đời này hạnh phúc. Đặc biệt lắm. Chính cuộc đời nhận đức, từ khi gặp Phật pháp tới giờ mới có niềm vui nè. Nên tất cả những người tạo nghiệp trước nặng nề cỡ nào, nghe pháp môn tịnh độ nên chăng thật quay đầu hướng thiện. Còn sống là còn cơ hội, đừng đợi đến nghiệp chướng đến rồi quay đầu không kịp. Quay đầu là bờ quý vị. Nên tín nguyện niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Về cực lạc mới có thể giúp được tất cả chúng sanh, nên phát nguyện về cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.